Em xin kính chào các bác. Hôm nay sớm bên em gửi đến cho các bác một bộ đồ thờ 12 món. Bộ gồm 5 đài nước, 2 chân nến, 2 lọ hương, 2 con hạc. Kích thước 3 đài nhỏ đường kính 10 cm, 2 đài to đường kính 12 cm, 2 chân nến cao 42 cm, đĩa rộng 18 cm, 2 lọ hương cao 30 cm, một mâm bồng rộng 32 cm và hai con hạc cao 67 cm. Bộ sơn BU màu cánh gián, có bác nào thiện chí liên hệ cho em qua số điện thoại là 0988 023 312. Và đây em sẽ quay chi tiết cận cảnh cho các bác xem bên trong hàng đẹp, chất lượng, gỗ Mita. Bác nào thiện chí để lại số điện thoại em gọi điện tư vấn cụ thể cho các bác, đảm bảo cho các bác hàng đến tận nơi, các bác được kiểm tra hàng thoải mái. Cảm ơn các bác ạ.